Bây giờ là chị vẫn ở Nam Định hay sao chị? Chị ở Nam Định. Ở Nam Định vô đây hả chị? Ừ, chị vào đây tại tiệm dỗ đầu ông ấy. Ở gần đây này. Cũng gần đây đúng không? Cái mình sao mà còn đi nằm gần đây thì là tiệm mình đi thăm luôn. Nhưng mà nào giờ chị có biết biết chứ, biết rồi, nhà chị xem mài, mẹ chị ở ngoài kia ngày nào sáng cũng đi xem. Vậy mẹ tưởng là chị có miền Tây, Nam Bộ, không, miền Đông. Xem chứ, miền Bắc xem miền nhiều chứ. Xem hả chị? Xem nhiều, Bắc Ninh xem là lại. Dạ. Mẹ chị miệng luôn, mẹ đẻ chị miệng luôn, Bắc Ninh. Mà... Sức này xem, nghe thì em cũng Ninh chết rồi, úi cái tiếp. Dạ. Bà tiếng này. Dạ. Từ khi tới đây lần đầu tiên thì chị thấy mộ của năm như thế nào, chị có nhận đẹp xét quá. Chị dạ, thấy đẹp quá. Chị thấy có ai mà đập tan mộ cậu năm chưa? À, làm gì có. Hôm nay là ngày thứ 54 rồi. Dạ. Ừ, chị nhìn thấy đúng là ngưỡng mộ luôn đấy. Dạ. Quá quý từ năm đến. Dạ. Hôm nay đến xem thấy mừng. Chị vào khi nào chị? Chị vào hôm qua. Và hôm qua cái gì hôm nay chị đến luôn hả? Ừ. Wow. Đi tại chị vào công việc thế mà. Dạ. Rồi khi nào chị về lại? Chiều chị đi rồi. À, chị đó là chị về lại hả? Ừ. Chị đi nhanh mà. Rất là nhanh ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà hôm nay đúng là may mắn lắm sao đến đây được gặp luôn. Dạ. Ừ. Vậy là mình không có lạc đường luôn hả chị? Ừ. Không có lạc đường luôn. Chị vô cái phần mộ tham quan. Chị tham quan rồi chị về lại đấy ra. Ừ. Cảm ơn nhá. Mộ của người nhà gần đây. Có bố chị nằm ở gần đây. Hôm qua dỡ đầu. Dỡ đầu ông với chị vào. Ừ. Thấy đến đây thấy như thế này mừng quá. Nước mộ bao năm cũng đông bà con đến. Ừ. Mẹ chị, mẹ đẻ chị sáng nào cũng phải trước khi đi làm bật cho bà nghe cải lương của Vũ Linh. Xong là chị đi làm đến trưa về là mới lúc đấy mới tắt. Xong chiều lại coi, nghĩa là bà suốt ngày coi. Vậy là bà cũng thích coi cải lương. Ờ, coi cải lương suốt. Bà cũng đặc biệt là thích coi cải lương của Vũ Linh là nhiều lắm. Yeah. Xem hài ngày nào sẽ coi hết cái nọ đấy cái kia. Bao năm rồi. Vậy là lâu rồi hả chị? Chứ phải lâu rồi, đâu về mới đây đâu. Dạ. Nên là cái nước mộ lắm. Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ rất là nhiều ha. Rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị xin mọi sức khỏe ha. Ừ. Dạ. Tiếp tục khán giả vẫn tiếp tục đến để biến cầu năm nha cả nhà. Em quay vào nhà xem khán giả đang tiếp tục đi vui. Sư cô đang bị cúng mang bánh bao để đến cúng cậu nha cả nhà. Từ Đồng Nai vô cô Đồng Nai nãy sư cô gọi điện thoại cho Di Minh mà tìm ở đây tìm Di Minh nhiên ngoài đây nè chú ơi. Nhưng mà có được rực rỡ giống như ở thực tế không ta? Cũng thấy giống rực rỡ giống vậy. Giống hả? Thì những nhà gần đấy. Dạ. Là nó vô mà không có dịp vô, nó hay thích vô. Cũng có nhiều cô chú nói là không giống. Tại vì á là trong YouTube thấy cái mộ rồi. Mà ở đây chưa thấy mộ. Thank you.
Anh và chú tới đốt nhang để thắp cho cầu năm và những bộ xung quanh như thế nè. Sáng thì tương đối vắng nhưng bây giờ là đông rồi nha cả nhà, mọi người đến đông luôn. Thì hôm nay là 27 tháng 4 rồi, 29 tháng 4 thì ở đây là có tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương nha cả nhà. Cô chú anh chị mà có thời gian thì ghé đây để tham dự cái buổi lễ giỗ tổ Hùng Vương ở đây rất là hoành tráng luôn cả nhà. Năm nay tổ chức lớn lắm, có hát có live show cải lương ở ngay đây luôn, nên là cô chú anh chị nào mà đến có thể tham dự. Theo cô chú anh chị thấy đó, tất cả khán giả đến đều viếng thăm cầu năm, chụp hình lưu niệm, quay những clip để lại kỷ niệm bao nhiêu chị gái ở đây, với lại kỷ niệm trước khi ra về. Tại vì sau khi mà xây mộ lên rồi thì những cái khung cảnh như này thì sẽ không còn nữa đâu, hoa hình ảnh rồi là sẽ không còn nữa, cho nên ngay lúc này thì khán giả luôn luôn tranh thủ để ghi lại những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm đẹp đối với khi mà tới viếng thăm cầu năm. Mấy bạn nói sao mà chú một cái nghe không? Nghe là lên thăm và đã tán á, tại vì mà bốc mộ bên đường về đây ba đó, nhà nước quy hoạch cải tán. Chú đi đây về đây hả chú? Về tán xin tin này. Mới cải tán này luôn hả? Mới cải tán bữa nay mới là thờ mới là kiểu làm xong mộ rồi đó. Giờ mình lên cúng tà mã. Chạy hoài nhưng mà đông lắm không có vô được. Cái bữa nay đêm nghe nó thế nào cũng phải ghé. Tại mình ở với Bình Dương mà thấy nhiều người ở miền xa đó. Tại Vinh với lại ở các rất là xa mà ta đến mà mình không đến nhiều quá vợ. Thì cái về cái mai mốt cái mình ghé mộ ông già rồi ghé đây luôn. Mình ghé đây luôn. Thắp cho. Hôm nay được ghé thì chú thấy mộ cô Năm như thế nào chú? Ok, nói chung là người ta thấy đẹp. Hôm đó chú được xem là không được gì đâu. Qua YouTube không ạ? Mà YouTube ta đứng kiểu đó là chú lấn vô chú không được. Chú này gần 60 rồi vô không được đâu. Tụi nó lấn chết rồi. Nó lấn té chết. Không vô được gần gì đâu. Mà ổng là thấy trong YouTube là thua. Mà chú nó thích lắm nhưng mà không có vô được. Cho nên nó để coi khi nào mà ông già cải tán đây rồi có gì đó. Tức mùa rảnh rồi rồi mình vô, ví dụ mình tâm linh mà mình thắp nhang mình thích nó yên tĩnh. Cái thời gian nó dài hơn để mình tiệm lượng đó, tiệm lượng đó. Xong rồi chứ ví dụ như hôm đó mấy người đó vô đốt là nói gì đứng lánh thần con khỏi đi, con đứng vậy nè là tự nhiên đẩy tái vậy nè khỏi đi luôn, mất dép là mất dép luôn, đâu không xuống được. Sau bữa đồn là biết sao giải cái mã gì của hình như là bây giờ đi nè theo không thể luôn. Hôm đó là ở dưới chú là mấy đứa đó biết nhiều là 8 giờ nghe Diễu Linh lên ha, là 8 giờ lên đây nè, đứng đón đây nè. Ở dưới chú á, lên 8 giờ mà nói coi không được, đứng ngoài tầm xa không. 11, 12 giờ mới ăn sáng mà 8 giờ nhưng mà 8 giờ là lên đây rồi, xí chỗ. Giống đi câu hát vậy. Đúng rồi, còn phải hỏi câu hát xí chỗ. Như đi coi hát vậy. Ông già chú với bà già thích cái này lắm. Dạ. Cải lương này với là hồ quảng, là Vũ Linh là chú mọt. Ông già mới là ông già còn sống là mấy ông thích coi này lắm.
nhưng mà chú lại trong nhà thì chú lại sẹn cái là bên thể thao. Yeah. Chú cũng đam mê nhưng mà mình không có cái khiếu năng. Yeah. Khiếu. Yeah. Hát không được, nói chuyện gì chứ hát không được. Yeah. Con thấy giọng chú là có độ thanh mà hát nhưng mà hát không được. Hồi xưa giờ nó hát luôn, hồi xưa là đi học á, thường là lên biểu hát ở lớp á, thì chú hát chứ nó hát được. Không, không ngay hôm nay chú cầu xin đi bầu cho chú thôi. Mốt đi chơi với bạn bè người ta hát cải lương rồi chú hát tinh cổ rồi hồng quảng mấy cái mà hát mà để thi này kia chú nhiều lắm mà mình không coi, nhưng mà mình biết mình thưởng thức được, mình không có cái mình không có khiếu để mình hát, chứ mà mình hưởng thức được là mình biết cái đó hay dở mình biết được. Thì cái này là đúng của ông già luôn, ông già là hát hù quảng được không, mơ lắm. Năm nay chú nói chú 60 rồi hả? 59. 59 rồi, vậy là một có lẽ là chú chơi thể thao nhiều á, nhìn trẻ quá. Có chơi thể thao. Là nhìn trẻ quá. Nhưng mà biết sao cũng nghĩ thể thao lâu rồi. Mới bữa cách nay ba mấy đứa rủ đá banh đá luôn. Đã luôn. Năm ông già như chú, năm trẻ làm biết sao ông già hụt hơi. Không nổi có 20 phút à. Cái ngưng. Dạ. Nó giờ giờ chịu không nổi. Dạ. À, chú vui. Vui. Chú ở chỗ nào Bình Dương chú? Bình Dương, ngay chỗ phường Phú Hòa. Dạ, dạ. Chú, bây giờ thí dụ như tuổi chú mà chơi cái gì là nó vui nhất chú? Cái này hả? Giờ là chỉ dụ cái cam ngồi uống trà, uống trà. Chú thì không có ngẫu hứng gì. Khỏi nói là cỡ ra cũng cam. Nhưng mà cái Việt Nam cái này tiêu rồi. Sao vậy? Đá với đội hạng gì thua không nên là sao lại khi tụi nó chị game. Bà Rịa Vũng Tàu thua luôn. Ủa sao kỳ vậy? Dạo này cũng gì kỳ vậy? Pháp này hát là từ khua cho tới hòa, hên lắm là hòa, còn khua không có ăn. Cho nên đợt SEA Games này chú có phải đảm bảo là không đi vòng. Chỉ người miền Tây hay là người miền Đông mà thậm chí người miền Bắc. Sáng này có cái chị ở là Ninh Bình á, chị vào đây chị nói là cả gia đình chỉ là ai còn yêu mến cải lương mà yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh nữa. Chứ không phải là cải lương Vũ Linh hát hậu quảng. Dạ. Con tưởng là ngoài miền Bắc họ chỉ nghe những cái gọi là cái gì ta chèo đúng không? Đúng rồi, cái đó là đúng rồi, tại cái đó là cái xứ sở chèo của ta rồi. Xã. Nhưng nhanh. Tao mới cải lương mình đó là nó hạ đúng không chú? Cái chú ơi đúng chú kìa. Đúng đó là bạn. Đây là bộ là nhiều đa số. Nhưng mà anh này là miền Bắc và họ vẫn kêu hết nha. Dạ. Chú ghé mộ cậu mấy lần rồi chú? Nay mới được vô đây chứ. Dạ, lâu quá rồi. Bên kia không gọi bên không có vô được, không có vô đây xe. Mấy con giờ lớn tuổi yếu lắm, rất là đông, không có dặn đây mà Bình Dương. Dạ. Rồi ra mộ ba mẹ bữa nay là Phúc Hòa. Ba mẹ bữa nay là lập hội trên đây nè. Rồi mấy mốt đi cứ lên thăm ba mẹ thì ghé đi có được. Dạ. Dạ. Thuận tiện. Lớn tuổi nó không có sức khỏe gì tụi con được, không có đi lúc đông người chịu không nổi. Mộ con nghe nói mộ trên đây mắc lắm không cô? À, tùy theo khu con. Cái khu ở đây là mắc á, càng vô sâu thì càng rẻ. Cũng hâm mộ lắm, nhưng mà sức khỏe người lớn tuổi không có điều kiện. Ở nhà cô bắt coi hàng ngày. Lúc có xem trên YouTube từ hầu như đã là biết tới đây rồi, ngày nào cũng coi. Hiện giờ ngày nào cô coi, cô mới biết cái này ngày hôm qua có. Còn cái 49 ngày à, cô coi suốt. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Chú cô chú cũng chuẩn bị về cho cả nhà. Cô đến thăm mộ ba mẹ là ghé khách cho chú chuẩn bị đi về nha cả nhà. Coi TV, coi cậu Nam Vũ Linh mà thử mấy cái là chắc có lẽ là phù hộ quý quá quý quá này. Dạ, hy vọng cô hộ cho tất cả cô chú mà lên đây mà biến. Cô chú đi hai xe hơi nha cả nhà. Đây. Cô chú đi hai xe hơi luôn. Lúc hôm đó đồng quá trời. Con cũng không vô được. Mấy cô lớn tuổi con ngay bon kem mà không được mà. Kem mà đúng vô là té là thôi luôn á. Dạ có về nha. Cảm ơn con. Cô chú chuẩn bị về nha cả nhà. Xe này ngon lắm nha mọi người. Thứ gì có một chiếc xe giống vậy. Nói chung cả cuộc đời chưa bây giờ có chiếc xe giống vậy đâu, chỉ ướng thôi, mình mới ướng lại đây. Rồi, chứ. Cô chú rất là thân thiện luôn nè, cô chú anh chị các bạn. Cái này mơ ướt là không bị đánh thuê. Cái gì không? Số xe của chú nhìn thấy sợ không? 6789. Trời ơi. Hiệu Honda.
bây giờ thì vắng khách rồi cả nhà. Khán giờ khá, giờ lại về trưa rồi cho nên khán giả vắng bớt rồi cả nhà. Thôi thì em xin dừng clip tại đây, mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ mỗi người một like, một share và một lượt đăng ký ủng hộ clip của em nha cả nhà.